cho các bạn đang đứng kế bên cái tủ mà TCL trưng bày những cái mẫu điện thoại có thể thực hiện được nếu mà dùng cái màn hình cong của họ. Thì chúng ta sẽ thấy là có hai mẫu, một cái mẫu gấp lại dạng như con sò như vậy, nhưng mà khi mở ra thành một cái điện thoại rất là dài giống như những điện thoại mà chúng ta sử dụng bây giờ. Và một cái mẫu còn lại thì nó sẽ là cái điện thoại với cái màn hình gấp vào bên trong giống như cái kiểu điện thoại Galaxy Fold của Samsung. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những điện thoại này nó đều dựa trên cái màn hình công nghệ OLED. Và như chúng ta biết á, thì trước đây những cái màn hình OLED mà gọi là BOLED á, thì bản thân cái đó nó có thể uốn cong ở rất là nhiều hình dạng khác nhau. Tuy nhiên với cái công nghệ ngày xưa thì chúng ta không thể được nhét cái bo mạch hay là pin đó vào một cái thể mỏng và thể uốn cong được. Thì ở cái công nghệ hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là họ có thể nhét được camera, có thể nhét được pin, có thể nhét được nguyên một cái bo mạch chính vào trong những cái phần rất là mỏng còn lại, và nó tạo ra những điện thoại tương tự như là cái Mate X hay là cái Galaxy Fold. Thì năm nay không chỉ có Samsung, Huawei mà kể cả các cái hãng như là TCL hay là Oppo hay là những hãng khác, họ cũng trình bày những cái điện thoại có thể gấp lại của họ được. Thì có thể đó sẽ là một cái trend cho năm 2019. Rồi, xin chào các bạn.